Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân về việc một người nào đó đã bắn vật thể lạ làm vỡ tấm kính phòng tập gym nhà anh. Nam ca sĩ đăng tải dòng trạng thái cho rằng đây là một hành động nguy hiểm. Nếu nhà bạn bị bắn như vậy, bạn sẽ phản ứng thế nào? Bữa nay đóng vai hoa hậu thân thiện, nói ít, mong người nào đó có đọc được và có ý thức xíu. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng do nhà anh trồng nhiều cây xanh, thỉnh thoảng có những chú chim lạ hoặc sóc kéo về, nên có lẽ ai đó đã dùng súng hơi, đạn bi để bắn chim, nhưng vô tình tấm kính này đã hứng trọn viên đạn. Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã báo vụ việc lên công an. Theo anh, phía công an đã gọi điện thoại yêu cầu giữ nguyên tấm kính và viên đạn để khảo sát và đo đạc đường bay và hướng của viên đạn từ đâu tới. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh đang đợi phía công an xuống làm việc, sau đó sẽ tìm cách xử lý. Chia sẻ của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phía dưới phần bình luận của bài viết, nhiều người đã để lại bình luận, bày tỏ quan tâm và lo lắng cho sự an toàn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.